Vậy thì nói đến retinol thì Rương muốn nói thêm hai thứ nữa là tretinoin và adapalene. Cái retinol này á, nó nhẹ hơn cái tretinol 10 lần. Nghĩa là retinol 1% á, thì tương đương với tretinoin 0.1%. Vậy thì retinol nghe thấy rất là nguy hiểm, rất là dễ kích ứng vân vân, nhưng mà thực chất á, nó cực kỳ dễ bị oxy hóa. Cho nên cái chai lọ đựng retinol thường sẽ là những chai tối màu. Và cái cách mà bạn bảo quản cũng sẽ nên là trong phòng mát, tránh nắng chiếu vô. Và hôm trước ở cái video vitamin C mình có nói một ý, đó là khi bạn dùng vitamin C lên da thì cái ascorbic acid đó nó phải thẩm thấu được đến đáy biểu bì để mà ức chế được enzyme tyrosinase thì nó mới có thể làm mờ thâm hoặc là sáng da cho bạn. Cơ chế hoạt động của retinol nó lại còn đặc biệt hơn. Da mình thì nó bao gồm có hai phần là phần epidermis và phần dermis, nhưng mà cho dễ hiểu thì Rương sẽ chia cái da của mình nó thành ba lớp. Vậy thì cái lớp đầu tiên người ta hay gọi nó là lớp sừng. Khi mà các bạn xài AHA hoặc là BHA thì thường cái hoạt động tẩy da chết nó sẽ diễn ra ở cái lớp này. Lớp số 2 là epidermis, thì thực tế mà nói cái lớp tế bào sừng hồi nãy mà mình chia đó, nó là một phần của lớp epidermis. Nhưng mà cho khỏi rối thì tôi sẽ gọi cái này là lớp số 2, còn cái lớp tế bào sừng là lớp số 1 và lớp 3 là lớp dermis. Vậy thì retinoid nếu như mà nó thật sự tốt thì nó sẽ hoạt động ở cả ba lớp này. Đầu tiên là nó sẽ làm mỏng cái lớp đầu tiên, là cái nơi mà tập hợp rất là nhiều da chết. Sau tuổi 20, sau tuổi 25 á, thì thường là cái bề mặt da của mình nó rất là dày nhưng mà nó lại sần sùi và không có được sáng, là bởi vì cái lớp tế bào chết này nó tập hợp rất là nhiều ở trên đó. Thì khi mà mình bôi retinol lên, nó sẽ làm cho cái lớp này mỏng lại, nhưng mà nó chỉ làm mỏng cái lớp tế bào đã chết mà thôi. Cho nên các bạn sẽ dễ thấy là những thời gian đầu, có những người thì là cơ địa lên tới 6 tuần, là 6 tuần đó khi mà họ bôi retinoid, họ sẽ hay thấy da của họ bị bong tróc và bị đỏ và bị khô, và bôi cái gì lên cũng thấy rất là rát. Thì thực tế là cái lớp tế bào sừng này nó đang được làm mỏng lại. Tiếp theo nữa là retinol nó sẽ ngấm đến cái lớp số 2, và ở đáy của lớp số 2, nơi mà chuẩn bị giao nhau với lớp số 3, thì ở đây có một cái nhóm tế bào sống, thì nó sẽ đánh vào cái nhóm tế bào này và bắt tụi nó phải phân chia. Tại vì vấn đề da của những người tuổi trên 25 là tế bào thường phân chia rất chậm. Vậy thì tế bào phân chia chậm có thể có một cái ví dụ điển hình như sau. Khi mà bạn có một cái vết đứt tay hay khi mà bạn té chẳng hạn, thì ở trẻ con đi thì cơ địa của nó rất là nhanh lành, nhưng mà ở người lớn, người trưởng thành có khi sẽ mất vài ngày, thậm chí là vài tuần. Thì đó chính là biểu hiện của việc tế bào phân chia chậm. Thì khi mà retinol nó đánh vào đây, nó bắt cái nhóm tế bào này phân chia, thì cái phần này sẽ được làm dày lên. Cho nên chung cuộc, mặc dù bạn nhìn thấy cái da mình đang bị mỏng, bị đỏ, nhưng thực tế tổng hòa lại thì da của bạn vẫn đang được làm dày lên. Và tiếp theo nữa là retinol sẽ ngấm đến cái lớp số 3, và đây là cái nơi của những cái nhóm tế bào sợi. Nó sẽ giúp tăng sinh collagen thông qua cái việc kích thích những cái nhóm tế bào sợi này. Khi mà mình bôi retinoid, nếu như cái công thức của người ta làm nó tốt á, thì da của bạn sẽ nhận được cực kỳ nhiều lợi ích. Cái phần hấp dẫn nhất của cái video này chắc là cái retinol xài làm sao cho hiệu quả. Thì cái gì cũng vậy, bạn nên đi từ nồng độ thấp nhất đến nồng độ cao. Nếu như mình chọn nồng độ cao và mình bôi sát da thì đôi khi có thể gây ra bỏng da, rát da. Và bởi vì nó là axit có một cái hoạt lực rất là mạnh, cho nên những cái chất của cái gia đình vitamin A này đôi khi sẽ không được khuyên dùng cho vùng mắt, vùng mũi, vùng môi, thậm chí là cổ, bởi vì nó có thể gây ra bỏng rát. Những cái chất này nó có thể gây khô mắt, ảnh hưởng lên nhãn cầu hoặc là những cái mô tuyến xung quanh vùng mắt. Nếu bạn có ý định mua retinol để bôi cho vùng đuôi mắt để mà giảm vết nhăn thì bạn sẽ nên mua kem mắt có chứa retinol, chứ đừng có tự ý lấy retinol rồi bôi lên mắt, nó sẽ có phát sinh ra rất nhiều tác dụng phụ. Vậy thì trên màn hình đang là cái làn da của mình trong suốt 3 tuần vừa qua, thì mọi người sẽ thấy cái làn da của Rương là một cái làn da rất nhạy cảm nè, hiện tại lại còn là da khô nè, và đặc biệt cái vùng mũi với lại cái vùng hai má rất là dễ bị đỏ. Nửa mặt là Rương dùng cái adapalene 0.1% là rất dịu nha mọi người. Adapalene hồi nãy mình nói là thế hệ thứ 3 của gia đình vitamin A, và nửa mặt là mình dùng cái Polychoice 0.3% retinol. Thì bên cạnh chuyện bạn chọn nồng độ thấp, cái cách mà bạn sử dụng cũng cực kỳ quan trọng. Đầu tiên là bạn không nên dùng khi mặt ẩm, tức là nếu rửa mặt thì phải thấm khô. Không nên dùng toner trước khi bôi retinol, bởi vì toner sẽ làm mềm cái lớp sừng và retinol sẽ dễ bị ngấm sâu xuống lớp số 2. Mà khi da chưa quen mà nó bị đẩy vô thâm nhập sâu như vậy thì nó sẽ gây kích ứng trầm trọng hơn. Và điều thứ ba là bạn bắt buộc phải dưỡng ẩm trước. Vậy thì cách mà Rưu dùng hàng đêm trong suốt 3 tuần vừa qua đó là dưỡng ẩm, xong rồi đợi 30 phút cho cái mặt của mình nó thật sự là khô luôn rồi mới bôi lên. Vậy thì nếu bạn xài cái routine này mà bạn cảm thấy da vẫn khô
Thì sau khi bạn bôi rề hoặc adapt lên xong, bạn có thể bôi thêm một lớp dưỡng ẩm nữa. Thì phương pháp này người ta gọi là sandwich method, tức là kẹp ẩm hai cục dưỡng ẩm trên và dưới, còn cục retinol thì mình nhét ở giữa. Về sau khi mà da mình quen rồi, mình có thể bổ sung thêm AHA, BHA hoặc là vitamin C cho những đêm mình không dùng retinol. Nhưng mà hiện tại Rưu cũng chưa đủ tự tin để mà làm điều đó. Hiện tại thì Rưu đang làm một đêm với retinol, rồi một đêm dưỡng ẩm, rồi một đêm với retinol, nó đang xen kẽ như vậy. Và điều cuối cùng bạn phải nhớ đó là chống nắng phổ rộng và bôi dày nhất có thể. Những đêm đầu khi mà Rưu mới dùng retinol thì buổi sáng ngủ dậy bôi chống nắng thực sự là rất là rát mặt luôn á. Mặc dù Rưu xài nồng độ cực kỳ thấp mà nó vẫn rát mặt. Vậy nên hiện tại Rưu cũng đang có thêm một cái favorite list những cái kem chống nắng mà dùng khi mà da đang treatment. Vậy thì vừa rồi chính là tất cả những thông tin mà Rưu tổng hợp được về cái gia đình vitamin A khá là rối rắm. Nếu mọi người có thêm bất cứ câu hỏi gì muốn hỏi Rưu về chủ đề này thì để lại comment. Hồi xưa Rưu coi Game of Thrones á, thì nó có một cái bản đồ gia vả, thì Rưu thấy cái họ nhà vitamin A nó cũng rối y chang như là Game of Thrones. Thì cái thế hệ đầu tiên của gia đình vitamin A nó chính là tretinoin và retinol. Thì cái thế hệ đầu tiên này người ta đã cho thấy là nó khá là kích ứng. Adaplen thì nó là thế hệ thứ ba. Càng những cái thế hệ về sau thì nó sẽ lại càng có chọn lọc hơn, vậy nên cái sự kích ứng trên da nó cũng sẽ ít hơn. Thế hệ thứ tư nó là selatinoid và jafarotin. Thì đây cũng là hai cái chất rất là sáng giá, rất là đáng mong chờ, nhưng mà đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Cho nên với một cái người có cái làn da nhạy cảm và dễ bị đỏ giống như da của Rưu thì Rưu sẽ lại thích những cái thế hệ sau hơn, tại vì nó chọn lọc hơn, nó ít kích ứng hơn. Tretinoin là ông tổ của gia đình vitamin A. Nó là cái thứ hiệu quả bậc nhất và đã có rất nhiều nghiên cứu lâm sàng để chứng minh về tác dụng trị mụn và chống lão hóa. Tuy nhiên tretinoin thì nó rất mạnh và đi kèm là rất dễ gây kích ứng, đồng thời là phải có coi bác sĩ. Cho nên đến hiện tại cũng chưa có dám thử với tretinoin. Và cái thứ hai là cái phổ biến hơn ở thị trường mỹ phẩm hiện nay, em này là retinol. Tại vì retinol nó cần tới hai lần chuyển hóa. Lần đầu tiên nó sẽ chuyển hóa thành retinaldehyde và lần thứ hai nó mới chuyển hóa thành tretinoin, cho nên nó sẽ dịu nhẹ hơn. Và nếu như tre nó là thuốc phải có toa bác sĩ thì retinol lại dễ mua hơn. Ở một số thị trường ví dụ như Mỹ đi thì người ta không xem retinol là thuốc. Ở Việt Nam, người ta xem retinol là thuốc nhưng không cần kê đơn. Và cái mà Rưu thích nhất khi mà Rưu tìm hiểu về cái gia đình vitamin A này đó là cái adaptogen. Tại vì adaptogen khi mà Rưu xem cái bảng thống kê đó cho thấy là adaptogen ít gây kích ứng hơn. Và adaptogen đã có nghiên cứu lâm sàng, thậm chí là số mẫu nhiều hơn retinol. Và vì vậy mà adaptogen hay được tìm thấy trong rất nhiều những loại thuốc trị mụn.